Dạ. Bé thế xong bắt đầu thế bạch sư bà là sư bà muốn đi hả? Nào con dẫn đi, nào con lấy gậy con chấn dẫn dẫn rồi dẫn đi đâu? Dẫn từ đây ra đường, xong lại từ đường vào đây đi đây. Dạ. Đi ra đi vào. Đi ra đi vào. Thế xong à? Xong bảo cô này để tưởng đi đâu chứ bảo thì con dẫn lên sư bà đi đi thế mà tưởng đi thôi mà không biết đi đâu. Thế còn sư bà đi đâu á thì ở khi đầu sư bà nó chỉ đạo con chứ con cũng ở Đại Ninh á sư hả? Con chứ con cũng ở Đại Ninh nhá. Đại Ninh ở đâu? Con ở chùa Bát Nhã. Ở bên Bát Nhã. Thế có nhớ cái lần nào? Chắc là không nhớ. Một lần đi được bên sư bà cho sang để bên ấy nấu xôi. Để cái hôm mà nấu xôi nhiều nhiều mà để mừng mừng đi nấu bên này xôi, bên này xôi, bên này xôi để các cô biết để chúc phúc cho mình. Chắc lúc đấy con không nhớ ấy. Không nhớ. Nấu ở bên đấy. Dạ. Xong huyện nọ sang bên dược sư. Dạ. Xong vào chùa A Di Đà bảo cái cốc còn nhỏ nhỏ mà sư bà ở. A Di Đà là chỗ chùa sư sư Thông Hoàng ạ. Ừ. Dạ. Thế đấy. À, thế gần đây. Thế như thế là quanh đi để quẩn lại. Vâng. Dạ. Tôi phải nói cùng ngõ đấy chứ. Vâng. Ngõ hàng thì bây giờ là có muốn hay không muốn là có lớn hơn. Nó có đâu ạ. Có gì rồi? Dạ con thật đi theo rồi. Thế? Thế không lớn à? Vô phật. Đây bây giờ vừa rồi lĩnh ba y để thọ lên. À dạ. Nhưng mà quỳ xuống bốn bên bảo thôi con ở Sa Di Ri thôi là được rồi, có câu ly dính vào là được rồi. Thế thế thôi đấy. Nói cái câu ấy thì không ai hiểu, chỉ nói mình dạ. Dạ. Con câu ly là được rồi. Câu ly là được rồi. Đúng không? Dạ. Chứ không không có ly thế này nữa. Đúng rồi sư ạ. Như này thôi. Lĩnh rồi, ba xong rồi, vừa dạ. Rồi. Vậy là sư mới đây hả sư? Đâu mới giả? Mới giả? Không không thợ. À gửi lại. Gửi lại. Thế cái kia đủ rồi sư ạ. Thế nhưng mà ly sư lại cho 7 6 mét hay 7 mét đấy. Dạ. Về may y khác. Dạ. Thế bảo con may thì bây giờ cô dùng thế nào để cô may như thế mà ở đây không có ai biết này. Ôi tốt nhất là vì ở đây đi đám được cái này gió này gió